Hello, hello, xin chào quý vị và các bạn. Hello, xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay cũng đã là ngày 28 Tết rồi các bạn, Tết Nguyên Đán. Những người Việt Nam, những người trong nước thì lại đón một cái Tết, một mùa xuân năm 2023. À, chắc có lẽ là không còn bao lâu nữa. Chỉ còn là 48 tiếng đồng hồ nữa. Ngày mai là ngày 29 rồi. Ngày mốt là ngày 30 là sẽ kết thúc một năm. Mọi lo toan, phiền muộn và những khó khăn của năm cũ, chúng ta cũng mong cho trôi qua để sẵn sàng đón chào một năm mới với thành công và thắng lợi mới. Nhân dịp thì hôm nay mình cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể quý vị, những fan, những khán giả đã luôn đồng hành theo dõi trong kênh của mình trong suốt thời gian qua, liên quan đến hai cái drama lớn nhất, đó là vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và vụ Tỉnh Thất Bồng Lai. Tất cả những khán giả cũng đã đồng hành theo dõi ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, mình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tết năm nay thì mình thấy tình hình các khách ở nước ngoài. Mấy ngày hôm nay thì tình hình trên các cổng thông tin cũng chia sẻ rất nhiều về các du khách, những người tha phương Tết, họ cũng về quê ăn Tết rất là nhiều. Nói chung là người Việt ở khắp các nước trên thế giới này trải qua 2-3 năm dịch bệnh và tình hình kinh tế thì khó khăn, cho nên cuối năm nay các cái diễn biến về những người Việt, những người con quê hương của xứ sở đất Việt này xa quê hương, họ có cơ hội, có điều kiện để về thăm quê, để gặp người thân, quy tụ cùng với gia đình, bạn bè, anh em, đó là điều mà chúng ta cảm thấy sự yêu mến, yêu thương của họ luôn dành về cái quê hương này. Đặc biệt thì trong đó có rất nhiều, chúng ta cũng đã biết theo dõi Phan Thiền Am này thì cái lượng khách ở nước ngoài cũng rất là nhiều. So với cái kênh của mình thì cũng không không gọi là lớn lắm, nhưng mà mình thấy lượng khách ở nước ngoài họ theo dõi, họ quan tâm đến hai cái vụ việc này trong suốt thời gian qua là mình thấy cũng rất nhiều các cái lượng fan ở nước ngoài. Cũng nhân tiện đây thì mình xin gửi lời chúc và lời cảm ơn đến toàn thể quý vị khán giả ở hải ngoại bốn phương của người Việt Nam. Có một nếu như ai về quê thì đón Tết cùng với người thân gia đình quê hương, có một cái Tết đoàn viên, cái Tết thật là ấm cúng. Còn ai không về quê được thì chúng ta cũng luôn hướng về để theo dõi tình hình của bà con quê hương này như thế nào. Thưa quý vị, hôm nay thì lâu lắm rồi mình không lên chia sẻ, không lên giao lưu với các bạn. Hôm nay mình lại giao lưu cùng với quý vị và các bạn tí. Các bạn nào có chia sẻ, có giao lưu gì thì có bình luận, câu hỏi gì thì chúng ta lên chia sẻ thêm nha các bạn. Liên quan đến vụ Tỉnh Thất Bồng Lai thì chúng ta thấy ngồi cái vụ việc về các cái thông tin, những diễn biến tiếp theo đối với những thành viên của Tỉnh Thất Bồng Lai thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ chờ qua cái Tết Nguyên Đán này thử cơ quan chức năng họ sẽ tính như thế nào, họ sẽ tiếp tục những cái diễn biến tiếp theo đối với những thành viên còn lại và kể cả những thành viên đang thụ án ở Tỉnh Thất Bồng Lai như thế nào hai các bạn. Thực ra thì ngày hôm qua thì trên các cái trang báo đồng loạt đăng tải chia sẻ cái thông tin về việc cơ quan chức năng họ đã giám định sức khỏe của cụ Lê Tùng Vân để quyết định thực thi cái lệnh là có miễn giảm thi hành án theo cái đơn xin miễn giảm của các thành viên còn lại hay không. Chúng ta cũng biết thì ngày hôm qua thì trên trang nhiều trang báo cũng cập nhật về việc cơ quan
y tế cũng đã đến giám định sức khỏe, nhưng mà chưa có một cái kết quả thông báo nào về cái việc là họ có xem xét giảm cái quyết định thi hành án cho cậu Văn hay không, thì chưa có quyết định nha các bạn. Chỉ có là cái thông tin về việc mà họ cơ quan chức năng họ thấy cậu Văn quá cái thời hạn rồi, nhưng không đến để trình diện, không đến để thực thi, hoặc là không đến để giám định theo yêu cầu của họ, của cơ quan chức năng. Thì ngày hôm qua là cơ quan đã thông báo về cái tình hình đó, họ đã đến trực tiếp tại tỉnh Thất Bồng Lai để giám định, nhưng vẫn chưa có cái thông báo gì mới cả các bạn. Còn các cái diễn biến về 5 thành viên còn lại, những người đã thực thi cái quyết định thi hành án, thì cơ quan chức năng báo đài họ cũng không thông báo cái điều đó, nhưng chúng ta cũng đã thấy rằng cái quyết định thực thi hành án đó đến bây giờ cũng đã có hiệu lực rồi. Kể cả luật sư họ cũng không nhận được cái thông báo từ cơ quan chức năng khi các thân chủ của họ thực thi hành án trong cái trường hợp nào, trong cái điều kiện như thế nào, và họ bị tạm giam ở đơn vị trại giam nào của tỉnh Long An. Thực ra thì cái việc thi hành án của họ diễn ra một cách rất là khép kín, có nghĩa là không thông tin rộng rãi. Có thể là chỉ có những người thân, những người liên quan trong cái vụ việc này mới biết thôi. Kể cả luật sư họ cũng không biết, không, họ cũng không nhận được cái thông tin về việc những thành viên đó họ thi hành án như thế nào các bạn. Còn chúng ta thì cũng chỉ mơ hồ, cũng chỉ nghe ngóng theo các cái thông tin từ cơ quan chức năng thôi, chứ còn cũng không dám nhận định và không dám khẳng định gì khác hơn không các bạn. Còn về các cái fan của Thiền Am thì đến bây giờ chúng ta thấy rằng cái cuộc chiến tranh luận trên không gian mạng đến bây giờ vẫn chưa đến hồi kết cuộc nha các bạn. Sự việc về các fan thường xuyên lên tranh luận, mâu thuẫn với nhau về cái sự bất bình, về những cái điều mà khó nói nhưng lại được phơi bày công khai trên không gian mạng trong suốt thời gian qua, khiến cho những người theo dõi Thiền Am, những người yêu mến Thiền Am, kể cả những khán giả thân thương, những mạnh thường quân, đến bây giờ họ cũng mất niềm tin, họ không còn ưu ái đến những fan nữa. Thực ra thì cái việc mà mâu thuẫn bất hòa với nhau trên không gian mạng chỉ vì một cái nghi kỵ, chỉ vì một cái điều nhỏ nhặt, đáng lý ra là không thể đem phơi bày công khai bộc bạch trên mạng được, không thể đem cái chuyện mà riêng tư cá nhân ra giữa fan với nhau ra để đấu tố trên mạng. Nhưng tất cả các cái fan, những người mà bất đồng chính kiến, bất đồng quan điểm, bất bình với nhau, họ lại đem cái chuyện đó lên trên không gian mạng phơi bày ra. Đến bây giờ chúng ta thấy rằng cái sự bát nháo của fan Thiền Am gây cái sự mất niềm tin, gây sự bất hòa. Đến bây giờ khán giả, kể cả những người yêu ái, rồi kể cả những thành viên của Thiền Am, đến bây giờ họ cũng mất niềm tin đối với cái fan Thiền Am nữa rồi. Trước đây thì chúng ta thấy rằng ai cũng nói rằng là fan Thiền Am bảo vệ, yêu thương, quý mến Thiền Am. Nhưng khi có sự mâu thuẫn bất hòa, bất bình với nhau thì họ sẵn sàng quay lưng, đấu tố, rồi có thể vạch trần và lôi tất cả các sự thật, những gì mà họ đã biết và họ đã chứng kiến và nắm được những cái thông tin về Thiền Am. Cho nên đó là một cái điều bất lợi và cái tệ hại cho fan Thiền Am. Chúng ta thấy rằng fan Thiền Am là những người cũng tạm gọi là lớn tuổi, đa số là fan lớn tuổi nhiều, nhưng vì cái sự bất bình, không ai chịu khuất phục cho ai, không chịu nhường nhịn ai, cho nên tất cả các cái sự thật đều đem phanh phui trước cộng đồng mạng một cách rất là công khai như vậy, để cho khiến cho người đời họ nhìn vào, họ đánh giá, gọi là fan nhân danh bảo vệ, đoàn kết với nhau đâu không thấy, nhưng bây giờ lại lôi tất cả các cái sự thật đó ra phanh phui công khai, đấu tố với nhau một cách rất là trơ trẽn, cảm thấy mất là
mất đi cái tinh thần đoàn kết, cái tính nhân văn của Phan Thiền Am, rồi khiến cho cái Phan bên kia họ nhìn vào, họ lại đánh giá, rồi họ lại trà trộn vào đó, họ xúi dục đây, họ lợi dụng để họ nắm bắt, họ thu thập thông tin, có thể là họ cung cấp cho cơ quan chức năng. Cho nên bây giờ cái không gian mạng, cái xã hội này chúng ta cũng không đáng để tin một ai cả. Cái niềm tin của chúng ta trước đây thì thực ra theo dõi Phan Thiền Am cũng rất ưu ái quý mến. Có nhiều nhân vật, có nhiều người cũng đáng tin tưởng, đáng để đáng kính, đáng nể. Nhưng đến bây giờ sự thật đều được phanh phui trên cộng đồng mạng. Đấy, các bạn thấy không, bữa nay là những người trong nhóm luật sư cũng bị lôi ra để đấu tố, công kích qua kích lại với nhau. Luật sư Thanh Trần cũng bị tấn công, 5 người trong nhóm luật sư cũng bị tấn công, chỉ vì liên quan đến cái sự ích kỷ, cái sự tranh giành cái vị thế, cũng vì chút kim tiền mà cuối cùng lại bộc bạch lôi tất cả sự thật, cái điều mà không đáng nói thì lại đem phơi bày lên cộng đồng mạng. Đáng lý ra những cái chuyện đó chúng ta nên gọi điện cho nhau, hay hoặc là nhắn tin, hay hoặc là thì thầm với nhau để cho tự hiểu, để giải quyết. Còn đằng này các anh, các chị, các bạn lại đem lên trên không gian mạng đó mà phanh phui ra tất cả. Thật sự là cái điều là mình thấy rất là tệ hại. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta cũng đã biết rồi, cái gì sự thật cũng vẫn là sự thật, tất cả sự thật đã được phơi bày rồi, thì bây giờ còn cái điều gì nữa. Cho nên cũng mong rằng các anh chị em, nói về Phan Thiền Am, chúng ta hãy cẩn trọng và hãy nên dừng lại, để mọi chuyện năm cũ sẽ kết thúc tại đây và sẽ cho qua, để rồi sang năm mới chúng ta có thể đặt nhiều niềm tin. Chúng ta còn yêu thương, quý mến, bảo vệ Thiền Am thì vẫn còn chung tay để giúp sức, để làm nên những cái điều mà trước đây chúng ta đã để lại cái niềm tin cho cộng đồng mạng, cho khán giả, chứ đừng có thể mà đánh mất đi một cách vô vọng như vậy, để rồi khiến cho chúng ta cảm thấy trở thành những con người ngồi trong cái cuộc chơi này. Đến bây giờ các bạn thấy Phan Thiền Am, những thành viên mà theo dõi cái vụ Thiền Am này đến 3-4 năm trời qua, nhưng đến bây giờ thì lại tự đánh mất cái niềm tin đó một cách rất là nhanh gọn, chỉ vì sự ích kỷ, chỉ vì sự ganh tị với nhau trong một chốc lát, nhưng không giữ được cái sĩ diện, không kìm nổi được cái sự tham vọng và cái tôi của mình. Cho nên mỗi người có một cái quyết định để đối xử, để bộc bạch, để phơi bày, để tự bảo vệ cái thanh danh của mình. Nhưng thực ra mỗi người có một cái quan điểm bảo vệ riêng của cá nhân mình, thì chắc chắn là phải lôi đối phương ra để công kích, để phơi bày, để vạch trần. Từ đó là tất cả sự thật đều được bộc lộ một cách rất là khó hiểu, thưa quý vị. Đến bây giờ thì cái Phan Chính Nghĩa từ sân bên kia, người ta ngồi bên ngoài, người ta rung đùi nhịp chân để người ta theo dõi, người ta cười cợt, người ta mỉa mai chế giễu những cái Phan gọi là Phan Thiền Am, nhưng đến bây giờ lại xáo xào với nhau. Ngồi trừ mà những nhân vật mà đã quay lưng tấn công, phản biện, phản bội lại thì chúng ta không nói rồi. Những con người như vậy thì họ lại càng lợi dụng cái sơ hở này, cái thời điểm này để công kích nhiều hơn và tấn công mạnh hơn. Hay, đó là cái điều mà rất là tệ hại cho cái Phan Thiền Am. Ngày hôm nay thì mình coi trên tab cộng đồng cũng còn rất nhiều cái sự mâu thuẫn được phơi bày, được bộc bạch trên các trang cá nhân của những người mà thường hay đối phó với nhau, thường hay tranh luận với nhau. Thanh Trần thì cũng vẫn chưa chịu dừng lại trong cái vụ việc này. Thanh Trần vẫn lên chia sẻ. Ngày hôm nay thì Thanh Trần cũng có chia sẻ cái bài mới nhất. Xin chào Phara Nguyễn. Nói sai về Mạnh Thường Quân nào vậy chị Lan? Đây,
cái trong cái vụ việc này thì mình thấy cái sự bất hòa. À, mình thì mình không theo dõi cái vụ việc mà tranh luận giữa nhóm chị Lan, Lan Hai Lúa với lại Thanh Trần như thế nào, cái sự bất hòa như thế nào mình cũng không quan tâm và mình cũng không theo dõi. Nhưng đến bây giờ tất cả cái sự mâu thuẫn, tranh luận, căng thẳng này đều được phơi bày trên không gian mạng. À, chị Lan thì lên không gian mạng nói về chị Thanh như thế này, rồi Thanh Trần thì lại nói về chị Lan, nhóm chị em như thế này. Thì mình cũng thấy cái sự bất hòa này đáng lý ra là không được, không thể đem lên không gian mạng này để phơi bày, để cho cộng đồng họ nhìn vào họ cười một phần, họ đánh giá cái Phan Thiện Am này một phần. Đó, đã là nhân danh Phan Thiện Am, đến bây giờ chúng ta thấy rằng tan rã, mỗi người một hướng, mỗi người một pha, mỗi người một nơi, mỗi người lo bảo thủ cái danh dự, bảo thủ cái vị thế của mình. Cho nên tất cả các cái sự thật đều phơi bày, kể cả những cái thông tin, những cái điều mà không đáng nói ra cũng lại đem phơi bày trên không gian mạng này, rồi lại lôi Mạnh Thường Quân vào trong cuộc chơi này. Các bạn thấy không, rất là tệ hại. À, cái vụ việc này thì như thế nào mình cũng không quan tâm, nhưng mà mình thấy gần đây có nhiều kênh cũng lên phản biện, đấu tố với nhau, phân tích, chia sẻ cái sự mâu thuẫn này. Luật sư Thanh Trần thì cũng không ngừng chia sẻ và giữ lấy cái quan điểm của mình. Mỗi cái quan điểm của mười thì chắc mỗi người thì không biết đúng sai như thế nào, không biết ai sai đâu. Nhưng mỗi người đều có cách để bảo vệ cái quan điểm của mình bằng cách là giữ cái sĩ diện, danh tiếng và niềm tin của mình. À, thì thật ra thì mình cũng không biết ai là tốt, ai là xấu cả. Nhưng chỉ có những con người nhìn nhận ở phía sau, chúng ta có thể đứng khách quan một cái góc độ nhìn nhận, đánh giá, thì chúng ta có thể nhận thấy được cái điều này. Bởi vì ai cũng chả có ai tốt đẹp cả. Bởi vì bây giờ trên mạng thì ai cũng nói tốt cho mình, nói xấu cho người kia, nói xấu cho bạn bè của mình. Rồi những người kia thì đối lập lại với nhau, nói qua nói lại, ai cũng tốt hết rồi. Cuối cùng chẳng có cái ai mà xấu, nhưng lại đem cái phơi bày và có sự thật, cái sự xấu xí này đem vạch trần đến không gian mạng, thì chúng ta thấy rằng ai là người xấu. Thực ra ai cũng trở thành những kẻ xấu, những con người không đáng tin tưởng cả, phải không các bạn? Mấy ngày hôm nay thì đây cái bài chia sẻ gần nhất của Thanh Trần để mình đọc lên rồi các bạn tham khảo thêm để biết nha các bạn. Nói sai về Mạnh Thường Quân nào vậy chị Lan? Em biết có hai vị Mạnh Thường Quân, đó là Thảo Vũ và Tố Nga. Em hay nhắc tên hai người này, em nói gì sai về chị? Hay là em up lên bất động sản của Thảo Vũ? Thảo Vũ làm nghề gì tại nước ngoài? À, hai cái nhân vật mà Thảo Vũ và Tố Nga này thì mình cũng ít xem và ít nghe, ít quan tâm. Nhưng mà gần đây thì hai nhân vật này được mệnh danh là Mạnh Thường Quân của Thiền Am, nhưng lại cũng bị lôi vào trong cuộc chơi này. Rồi chính từ các Mạnh Thường Quân, các nhân vật là khán giả này lại bị lôi ra trước cái sự thật cộng đồng mạng này để phanh phui, lại bị đấu tố, lại bị xướng tên rất nhiều. À, trong thời gian gần đây thì mình không có quan tâm đến ba cái chuyện thị phi này. Nhưng cái vấn đề đến thời điểm bây giờ, đến đỉnh điểm là cao trào của sự căng thẳng, nhưng vẫn chưa có cái giải quyết nào mà cụ thể để dung hòa và để chấm dứt cái vụ việc này, để tránh ồn ào và để đem giữ lại cái niềm tin cho cộng đồng. Không biết giữa chị Lan với lại chị Thanh Trần này như thế nào, thì căng thẳng như thế nào, sai trái, ai sai ai đúng như thế nào mình cũng không biết. Nhưng mà mình thấy hai nhân vật này lôi tên nhau ra để công kích trên mạng thì mình thấy rất là dở, rất là tệ. Còn theo dõi cái vụ việc mà tranh luận của hai chị thì mình cũng không theo dõi, mình cũng không tham gia vào ba cái chuyện đó gì. Nhưng mà mình thấy cộng đồng mạng rồi các kênh các bạn cũng chia sẻ nó ồn ào quá rồi, mình cũng tham khảo vào đây để xem thôi, chứ còn mình cũng không có rõ sự thực của cái vụ việc này. Chị đem thằng Tú ra dọa em hả chị Lan? Thằng Tú to xác nhưng tính tình trẻ con, em không buồn và không để ý đến nó. Em xót xa cho Tú khi bị các chị đem ra làm tấm màn che. Em luôn luôn coi nó như một đứa em ngu ngốc cần phải dạy dỗ. Sự kiện hôm qua Tú lên cảm ơn, không buồn và không để ý. Em bực bội vì nó tạo điều kiện cho các kênh YouTube chính nghĩa chửi em.
Nhắc đến cái tên cái em Lê Thanh Minh Tú này thì mình cũng thực ra thì Lê Thanh Minh Tú thì các bạn theo dõi cũng biết, mình thì cũng chỉ loáng thoáng qua thôi. Nhưng mà dạo gần đây mình thấy cái tên Lê Thanh Minh Tú này được được rất nhiều các cái kênh nêu ra để phản biện, để đánh giá. Rồi gần đây không biết là có cái sự vụ gì mà liên quan mà lại lôi Thanh Minh Tú này vào trong cuộc chơi này rồi để công kích. Ngày hôm nay thì mình thấy mấy cái bài viết rồi mấy cái kênh cũng có chia sẻ, rồi mình cũng không hiểu thực sự tình như thế nào. Nhưng thực ra thì Lê Thanh Minh Tú thì cũng là một nạn nhân trong cái vụ Thiền Am này. Lê Thanh Minh Tú thì thường hay đi chung với lại nhóm của luật sư Lân, cũng hay quan tâm với nhau. Nhưng mà đến bây giờ mình cảm thấy là trong nhóm các luật sư rồi những người cô Lan rồi nhiều người, nhiều lúc mình thấy chung chạ với nhau, ăn chung, ăn nhậu chung rồi vui chơi ca hát chung với nhau, rồi giờ lại lôi ra đấu tố với nhau. Mình cảm thấy không hiểu cái chuyện này nó như thế nào, nó trắng đen như thế nào mà mình cảm thấy rất là tệ. Bởi vì chính mình họ nói rằng vạch áo cho người xem lưng là đúng y, bây giờ tự những con người này lôi sự thật ra để phanh phui ra thì mình cảm thấy là chẳng khác nào mình lôi cái xấu của mình ra để mình phơi bày. Bởi vì ai cũng bảo vệ cái danh dự của mình, nói tốt cho mình, lôi đồng nghiệp của mình ra đấu tố, lôi những cái sai những cái xấu của đồng nghiệp ra, rồi đồng nghiệp lại lôi cái sai cái xấu của đối phương mình ra, nhằm để bảo vệ cái thanh danh cái danh dự của mình. Thì ai cũng tốt hết, như vậy thì ai là người xấu? Nhưng cái xấu lại được phơi bày tất cả, giờ không biết ai là tốt ai là xấu cả. Và chúng ta phải theo dõi đến cuối cái cuộc chơi này để xem cái kết cục của những con người nào tệ hại, bạc đãi hay hoặc là như thế nào thì chúng ta sẽ biết. Chứ còn bây giờ đang cái sự cao trào của sự tranh luận như thế này cũng chẳng biết là ai là như thế nào cả các bạn. Bây giờ ai cũng lên cũng bảo vệ cái quan điểm của mình là tốt, nói tốt cho mình, lôi bạn bè anh em đồng nghiệp ra để miệt thị, để nói xấu. Thì rõ ràng ai cũng giữ như vậy thì chưa biết là ai tốt, chưa biết là ai xấu cả. Mấy dòng chữ Tú viết trên cộng đồng là có bàn tay của đạo diễn phía sau của các chị. Đầu tiên Tú úp lên: cảm ơn, không có em không trách móc, bởi vì em lên tiếng nói cho Thuyền Em là tự nguyện, đã tự nguyện là không cần phải cảm ơn. Đạo diễn phía sau nhận thấy không có tác dụng, bên cạnh đó thằng Tú bị mọi người gọi điện thoại gây áp lực. Đạo diễn tương kế, tự kế kêu thằng Tú viết thêm một dòng: cô chú chị Thanh Trần. Khi dòng chữ này xuất hiện, em bắt buộc Tú phải xóa đi. Tú không xóa, khẳng định có chuyện lớn với Tú. Hay các bạn không? Qua mỗi bài viết, mỗi lời chia sẻ trên không gian mạng, chúng ta nghĩ rằng cái câu chuyện này nó đến một cái góc độ quan trọng. Có chuyện lớn có nghĩa là những cái chuyện không đáng nói, những cái chuyện đã bị vạch trần phanh phui thì nó sẽ tệ hại, nó gây ảnh hưởng, có thể là gây ảnh hưởng đến cái niềm tin của những thành viên của Thiền Am, rồi cả khán giả và Mạnh Thường Quân nữa. Cho nên cái sự tệ hại này nó lên ngôi khi con người không biết cái lòng tự trọng của mình, cứ giữ quan điểm, cứ cho mình là cái tôi của mình lớn, cái sĩ diện của mình lớn, nhưng chính cái bản thân của mình tự đánh giá và tự hạ thấp cái nhân cách của mình xuống bằng cách là lôi người này người kia ra để xúp xỉa với nhau, thì chẳng khác nào mình tự lôi cái mặt mình ra rồi chứ gì nữa các bạn. Rất là buồn cười, rất là khó hiểu. Khám phá Sài Gòn vào kênh của Nguyễn Tiến Dũng nghe hôm nay là Sơn nói trên kênh đó, có thể sẽ hiểu ra chút. Thực ra thì mình cũng không quan tâm đến ba cái chuyện thị phi này, cho nên mình thấy những cái kênh mà chia sẻ về nói đến người này nói đến người kia mình ít vào để theo dõi lắm các bạn. Nhưng mà mình thấy những cái việc gì mà nhiều kênh chia sẻ và nói nhiều á thì mình mới xen vào, mình nghĩ vào để mình nghe thử họ nói cái gì, nói đến nhân vật nào. Nhưng đến bây giờ mình thấy ai cũng bị lôi ra trong cái cuộc chơi này hết thì mình nghĩ rằng không biết cái Phan Thiện Am này họ tự trọng ở chỗ nào các bạn.
Bây giờ hình như là Phan, trong cái nhóm của Phan là ai cũng cũng bị lôi tên ra để công kích, để đấu tố với nhau hết trơn rồi. Mình thấy hình như kênh nào cũng lôi ra hết trơn. Kênh này lôi kênh kia, người này lôi người kia, rồi đối lập với nhau, rồi phản biện với nhau. Mà thực ra thì tất cả cái sự thật này đều phong phanh trên mạng thì rất là tệ. Đến bây giờ vẫn chưa có hồi kết thúc. À, mình thì mình chỉ nghe ngóng những cái sự việc mà nó vậy thôi, chứ còn cứ nói hoài cũng ba cái chuyện mà lôi ra Phan rồi cái việc này việc kia ra, rồi quay lưng quay xa, rồi nhất là sau cái chuyến đi Hà Nội lòi ra rất nhiều các cái vụ lùm xùm, rồi liên quan đến cái tiền bạc, liên quan đến tài sản. Các bạn cứ nghĩ cái vấn đề gì mà liên quan đến cái sự nhạy cảm của tiền bạc là nó dễ mất lòng tin lắm, nó dễ ảnh hưởng lắm. Bây giờ các bạn thấy không, Mạnh Thường Quân cũng bị lôi vào trong cuộc chơi này để bị miệt thị, bị đánh giá. Thì các bạn nghĩ là còn cái gì nữa trong cái cuộc chơi này nữa? Đạo diễn phía sau nhận thấy không có tác dụng. Bên cạnh đó, thằng Tú bị mọi người gọi điện gây áp lực. Đạo diễn tương kế tượng kế kêu thằng Tú viết thêm một dòng: cô chú chị Thanh Trần, khi dòng chữ này xuất hiện em bắt buộc Tú phải xóa. Tú không xóa, khẳng định có chuyện lớn với Tú, bởi vì nó quá khờ dại, không biết được hậu quả phía sau khi nghe tin tưởng vào những người trong bữa tiệc tất niên ngày 26 Tết. Có nghĩa là cái câu chuyện mới gần đây nhất, cái vụ việc như thế nào thì không rõ, nhưng mà chắc chắn là cũng lỡ lời hay hoặc là nói những cái điều không đáng nói trước cộng đồng mạng, cho nên là đã bị lôi ra. Rất may mắn là em không tham gia, nếu như em tham gia không có chuyện xảy ra như ngày 27 Tết là mới ngày hôm qua, em sẽ không biết được trò hề rã tiền của những kẻ phía sau lưng. Đây các bạn không, những kẻ phía sau lưng này cũng là toàn là Phan Thiền Am, chứ không có cái Phan bên kia. Phan bên kia bây giờ họ chỉ ngồi ngò, họ nhìn thôi, họ đánh giá, họ nhịp chân, họ rung đùi, họ cười khẩy, họ cười một cách mỉa mai. Họ cho rằng Phan Thiền Am này chỉ là hình thức lợi dụng Thiền Am thôi, chứ thực ra cũng chẳng có yêu quý gì Thiền Am. Và những cái vấn đề này thì chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều trong suốt thời gian gần đây, sau khi phiên phúc thẩm kết thúc và những sự việc bắt đầu là lầm xùm diễn ra. Đến bây giờ thì các bạn thấy tội nhất là cho những thành viên còn lại của Thiền Am. Có thể là Tết nay họ ăn Tết một cái Tết không được vui vẻ. Ngoài việc những thành viên người thân của họ trong gia đình đã bị kết án, thứ hai nữa là áp lực về pháp lý luôn đè lên đôi vai của những thành viên yếu đuối còn lại. Mà những thành viên còn lại là những trẻ em, những cô phụ nữ lớn tuổi U60, 65 hết trơn rồi. Còn lại những cô, những thầy rất là yếu đuối nữa. Thì làm sao họ đủ nghị lực để họ vượt qua cái thử thách này các bạn? Cho nên mình nghĩ rằng là chúng ta không an ủi được cho họ, không giúp được gì cho họ trong lúc này, thì nên là dừng lại, nên im lặng, nên tôn trọng cái tôi của họ. Mình biết cái tôi của mình lớn để phanh phui trên mạng thì mình phải giữ được cái tôi của người khác chứ. Trong khi những người trong Thiền Am là các bạn biết rồi, họ luôn bị vùi dập, luôn bị thị phi, rình rập những cái cạm bẫy. Mà đặc biệt là bây giờ cơ quan chức năng họ đang theo dõi cái vụ việc này về cái tội lợi dụng lừa đảo trục lợi này. Cái lúc nhạy cảm như thế này mà các anh, các chị, các bạn nhảy ra làm những cái việc liên quan đến tiền bạc. Đấy, cũng chính vì liên quan đến tiền bạc nó mới xảy ra những cái sự tranh luận hơn thua giành giật nhau trong cái cuộc chơi này. Thì thử hỏi là họ nói rằng Phan Thiền Am chỉ lợi dụng Thiền Am là đúng rồi, phải không các bạn? Người mình đáng tôn trọng, đáng kính nể nhất, những người theo suốt cái vụ việc này, đến bây giờ cũng bị lôi ra, cũng đấu tố lẫn với nhau, tranh giành vị thế lẫn nhau. Các bạn thấy không, rất là tệ hại. Vừa qua ngồi những người trong nhóm luật sư thì còn
hai cái tên mà gọi là cây đa cây đề cái gì đó thì mình cũng không biết, không quan tâm, nhưng mà mình thấy rằng rất là tệ hại khi lôi những cái những con người này vào để vạch trần với nhau, tự vạch áo cho người xem lưng rồi. Theo mình đó thì các anh các chị các bạn nên dừng cái sự tranh luận này ngay bây giờ và nên tìm cách để hòa giải, để trở lại cái sự bình lặng như ngày xưa, để cho sang năm mới chúng ta còn có thể là còn tinh thần vững trí để ủng hộ, để giúp sức cho Thiền Am, bởi vì Thiền Am còn rất nhiều các cái vấn đề pháp lý tiếp theo nữa, chứ không phải là chỉ 331. Đó mới chỉ là ở điều 331 thôi mà các bạn thấy là đã rắc rối, đã lùm xùm, đã đủ thứ việc rồi. Vướng vào điều 331 này chỉ có là những cả tiểu nhân họ cố tình tìm cách phá rối Thiền Am. Cho nên từ cái mấu chốt đó mà cơ quan chức năng bắt đầu tìm sơ hở để kết tội, ở tội lượm lon, ở tội lợi dụng trục lợi chiếm đoạt tài sản. Mà quan trọng nhất là cái tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản họ đang khởi tố đó. Bây giờ cái cơ hội này họ đang truy tìm người bị hại, thì chắc chắn là ra Tết xong Thiền Am sẽ vướng vào những cái tội danh khác nữa. Thì các bạn nghĩ sao? Đến lúc đó thì Phan Thiền Am ở đâu? Ai là người bảo vệ giúp đỡ Thiền Am ở đâu? Lúc đó chúng ta mới thấy được thực sự cái nỗi đau của những con người trong Thiền Am là như thế nào. Chứ bây giờ mới chỉ là bản án ở điều 331 thôi mà các bạn cũng đã làm rùm beng lên rồi, làm mất niềm tin với nhau rồi, thì còn ai nữa để cho những thành viên trong Thiền Am họ tin tưởng, họ dựa vào đó để họ đủ nghị lực để họ vượt qua cái thử thách này, thấy không các bạn? Bây giờ mình thấy rằng lôi hết trơn ra, những chị em lớn tuổi cũng bị lôi ra, những người luật sư cũng bị lôi ra công cách, rồi luật sư cũng tranh luận với nhau rồi bất hòa với nhau hết. Bây giờ nếu như tiếp tục cái cuộc chơi pháp lý này đối đầu với Thiền Am trong cái thời điểm tiếp theo, các cái diễn biến tiếp theo thì chúng ta nghĩ sao? Bây giờ sự mâu thuẫn căng thẳng như thế này thì Phan đã mất niềm tin rồi, đã tan rã hết trơn rồi. Và những cái bản án tiếp theo đối với những thành viên trong Thiền Am thì còn ai là người đứng lên để bảo vệ cho Thiền Am đây? Đó là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên là ngay cái thời điểm này theo mình là nên dừng lại và nên tạo cái sự ôn hòa để xích lại gần nhau thêm. Vừa qua thì mình thấy trên cái diễn đàn của luật sư Lân có tạo một cái cơ hội để cho anh em giao lưu kết chặt lại cái chỗ vấn đề đó, nhưng mà mình cảm thấy nó cũng chưa có được gọi là cái sự đoàn kết thực sự cả. Các bạn thấy không, đến bây giờ là mình thấy rằng như vậy, nếu như ra Tết mà cơ quan chức năng họ tuyên bố có bằng chứng về người bị hại liên quan đến tội danh lợi dụng chiếm đoạt tài sản, đó là cái tội mà có thể là những bản án nặng hơn đối với những người trong Thiền Am nữa, thì các bạn nghĩ sao? Thì chắc chắn là họ không còn cơ hội để quay về với cuộc sống bình thường rồi. Nếu như kết án về cái tội lợi dụng lừa đảo trục lợi thì có thể là những bị can, những thành viên đang chịu cái bản án đó cũng phải liên lụy đến cái tội danh này. Và không chỉ là cái tội danh đó, mà chúng ta thấy đó, bây giờ là nhiều thế lực họ tìm cách loại bỏ, hủy hoại Thiền Am này, thì nghĩ làm sao? Thì Thiền Am, những thành viên họ còn cơ hội nào mà để họ tồn tại không các bạn? Nếu như cụ Vân bây giờ là người đứng đầu trong cái vấn đề này, tình hình sức khỏe thì cũng đã cạn kiệt, tâm trí thì cũng bất an rồi, cụ Vân đâu có còn mà đứng vững trên cái cuộc đời này mà để tiếp tục giáo dục và lo cho những thành viên còn lại của Thiền Am. Còn những người đứng đầu Thiền Am thì đã đi vướng vào vòng lao lý hết trơn rồi, còn lại những người yếu chân yếu tay mềm, những phụ nữ, những người mà lớn tuổi như vậy, họ đâu có hiểu biết về luật pháp thì làm sao? Thì chắc chắn là những thành viên còn lại, các bạn cũng có thể thấy họ
họ ở một cái tình thế như thế nào là đủ hiểu rồi. Cho nên đến bây giờ cái điều mà tệ hại nhất là mình thấy cái Phan Thiện Anh nó đã tan rã rồi. Mà bây giờ cái sự bất hòa đã tan rã rồi là khó mà có thể hàn gắn lại. Và cái quan trọng nhất là cái niềm tin và cái danh dự, cái uy tín cũng đã bị bọc bạch hết trơn ra rồi. Chưa nói đến cái Phan Chính Nghĩa tự xưng kia, họ ngồi phía sau họ cười. Nhưng mà Phan khán giả Mạnh Thường Quân bây giờ họ cũng không còn niềm tin với nhau. Rồi những thành viên trong Thiền Am họ cũng không còn niềm tin đối với cái Phan Thiền Am nữa. Thì chắc chắn là Thiền Am sẽ trở thành những con người cô độc trong cuộc chơi này. Xin chào Phạm Đức Quang. Chỉ một lời chúc Tết mà cháu Tú bị chửi không thương tiếc. Xin chào Phan Loan. Xin chào Hồ Thế Đình. Xin chào Loan Phạm. Đúng vậy, tôi là một khán giả thường theo dõi YouTube, nhưng thời gian gần đây cứ lên cộng đồng mạng chửi nhau rồi đấu đá nhau suốt. Tôi thấy rất buồn. Đúng, thực ra thì chúng ta cũng cảm thấy rất là buồn về cái chuyện này. Trong khi Phan là nhân danh như vậy đó, bây giờ các bạn thấy tan rã hết trơn rồi thì còn ai là người gần sát để bảo vệ Thiền Am nữa đâu. Bảo vệ Thiền Am mà đánh phá Mạnh Thường Quân, giúp đỡ cho Tỉnh Thất Bồng Lai một cách không thương tiếc. Đấy. Rồi trong cuộc chơi này Mạnh Thường Quân cũng là người bị liên lụy, bị lôi vào rồi lại bị công kích với nhau. Mà nếu như cái vụ án mà cơ quan đang khởi tố thì có thể Mạnh Thường Quân này vướng vào trong cái vấn đề này. Nếu như mà họ điều tra mở rộng ra cái nguồn tiền này từ đâu, có phải là anh bỏ tiền ra anh cho Tỉnh Thất Bồng Lai, có phải là anh rửa tiền hay hoặc là có thể là như thế nào. Nhưng cái đồng tiền của họ là xuất phát từ cái tâm, cái tín ngưỡng, nhưng họ đã bị đánh đổi cái niềm tin này. Đến bây giờ họ cũng đã bị liên lụy, họ mất niềm tin. Và cái người mà bị ảnh hưởng nhất là người cần cái sự yêu thương giúp đỡ của Thiền của các Mạnh Thường Quân này, bây giờ thì họ lại không được đón nhận điều đó. Xin chào Linh Lê. Những người nói yêu thương Thiền Am hời hợt nhất là những người mồm to nhất bây giờ. Xin chào Phạm Đức Quang. Xin chào Diễm Điện Thoại. Xin chào Phạm Đức Quang. Tôi rất cảm phục các luật sư, các YouTuber và fan yêu thương luôn yêu thương Thiền Am một cách chân thành. Xin chào Rina Nguyễn. Chính xác, những người nói yêu thương Thiền Am lại chính là những người lợi dụng Thiền Am để trục lợi nên mới xảy ra chuyện ở Mỹ. Thực ra cái từ mà lợi dụng Thiền Am này thì bây giờ người ta đã hiểu hết trơn rồi. Cái Phan nhân danh chính nghĩa kia người ta cũng đã hiểu, và kể cả khán giả người ta cũng đã nhìn rõ ra cái sự thật, cái sự thế của cái vấn đề bây giờ rồi. Tất cả sự thật đều đã bị phanh phui phơi bày khi liên quan đến tiền bạc, khi cạnh tranh với nhau. Chỉ có bao nhiêu tiền đâu lớn đâu các bạn. Liên quan đến cái vụ việc gì mà nghe nói 3.000 mấy đô đó rồi, không biết cái vấn đề chỉ đơn giản là có đâu, con số tiền đó có đâu bao nhiêu lớn đâu mà không biết là hồi rồi là tranh giành với nhau. Chưa tới 100 triệu mà lại tranh giành đấu đá với nhau rồi ganh tị rồi gây mất niềm tin với nhau. Rất là tệ hại. Trâu bò đánh nhau ở giữa Thiền Am chết. Đúng là như vậy đó các bạn. Bây giờ các bạn thấy không? Thiền Am bây giờ, trước đây thì hàng ngàn hàng triệu khán giả luôn quan tâm yêu mến họ. Bây giờ là đấu đá công kích với nhau. Họ trở thành con người đứng cửa giữa rồi. Họ cô đơn, họ lạc lõng. Họ nhìn quanh bốn phía, họ không còn tin tưởng vào ai nữa. Đấy, trước đây ai cũng nói là yêu thương bảo vệ Thiền Am rồi. Bây giờ sau khi vụ việc vướng vào lùm xùm,
nhiều người quay lưng không nói rồi, đằng này phan quay lưng đấu đá với nhau. Đây, như vậy thì những thành viên, những người trong thiền am bây giờ họ còn tin tưởng ai? Họ nhìn quanh nhìn quát thì bây giờ họ cảm thấy họ lạc lòi, họ đã bị lợi dụng cái niềm tin này. Đây, các bạn thấy không? Tội cho họ không? Trâu bò hút nhau là ở giữa thiền am chết là đúng á. Bạn Linh Lê nói rất là đúng. Mà trong khi mới chỉ là khởi đầu của cái vụ án 331 thôi, mà cái tội lừa đảo trục lợi, nếu như mà cái vụ án đó họ đưa ra, họ khởi tố khi họ đủ căn cứ, đủ bằng chứng thì các bạn có thể thấy là tệ hại cho những người trong thiền am nữa, dính líu đến các trẻ em nữa, rồi các mẹ, những người mà đứng tên nuôi trẻ em này nữa. Đây, rồi kể cả những thành viên đang thực thi cái mệnh lệnh của cái bản án 331 đó nữa, chứ không hề đơn giản. Thì các bạn nghĩ sao? Còn đối với cụ Lê Tùng Vân thì chắc chắn là trong cái vụ việc nếu họ khởi tố thì cụ cũng là người là nặng nhất, vì người cụ là người đứng đầu trong cái vấn đề này. Đây, khi bước vào thì dù sao đi chăng nữa, bây giờ cái tuổi của cụ là đã là ngồi 92 tuổi rồi, cho dù cụ có vướng vào pháp luật đi chăng nữa, nhưng mình nghĩ rằng cụ cũng không cam lòng để ra đi đâu các bạn. Cụ đâu có sống đời được 100 tuổi đâu, phải không? Năm nay cụ 93 tuổi rồi thì mình nghĩ rằng đó là sức khỏe và cái đầu óc tư tưởng của cụ như vậy chưa chắc hẳn là cụ qua được ít năm nữa đâu các bạn. Thì làm sao cụ đủ tinh thần tỉnh táo, cụ an lòng để cụ ra đi, thấy không? Chứ cụ đâu có sống đời được đâu. Như vậy rất nhiều các cái điều mà cho chúng ta thấy trong cái vấn đề gần đây, từ khi mà kết thúc vụ án xong rồi bắt đầu cái vụ việc mà nói chung là những vấn đề liên quan đến tiền bạc của Mạnh Thường Quân, chỉ có đơn giản như vậy thôi mà mình thấy nó bất hòa, nó gây sự xáo xào. Mà Mạnh Thường Quân thì họ đâu có cho fan mà những người bảo vệ thiền am đâu có bao nhiêu đâu, trong đó thì họ gửi tiền chủ yếu là những người luật sư, những người mà có tiếng nói công tâm để giúp đỡ cho thiền am thì chủ yếu là những người luật sư, thì cái số tiền đó họ lấy đi thì cũng là xứng đáng với cái công việc, cái trọng trách của họ, thì mình nghĩ xứng đáng chứ có gì đâu mà phải tranh giành với nhau mà nó ghê gớm như vậy. Ai làm được việc gì tốt thì cứ làm chứ làm gì mà mình có tranh giành thì mình cũng chẳng có làm được gì, mình cũng chẳng đem lại cái lợi ích gì cho mình, mà cuối cùng cái thiệt hại, cái tệ hại nhất là cái tên tuổi, cái thanh danh của mình đã bị hạ uy tín, đã bị mất đi cái niềm tin, thấy không? Rồi ảnh hưởng liên lụy đến rất nhiều những người khác nữa. Xin chào Võ Thanh, xin chào Sải Phá, xin chào Linh Lê. Có một câu cảm ơn mà làm ầm ầm như bão táp mưa sa, tiếc quá. Xin chào Thu Đoàn, tội thiền am lắm, các thầy đang bị tội tội. Lâm xùm thiền am đã lên đến đỉnh điểm rồi, cứ yên tâm, tốt xấu gì rồi sẽ rõ. Đúng, theo mình là tốt xấu gì rồi cũng sẽ rõ, thời gian sau là sẽ có câu trả lời thôi, chứ bây giờ không biết ai tốt ai xấu hết trơn cả. Bây giờ ai cũng nói mình cũng bảo vệ quan điểm của mình tốt hết, rồi lôi nhau ra vạch trần thì không biết ai là người xấu, không biết ai là người tốt luôn. Xin chào Thu Đoàn, xin chào Lương Nguyễn Thanh luôn ủng hộ kênh của em rồi, cảm ơn Lương Nguyễn Thanh rất kìa, không biết anh là chị đâu không biết. Dina Nguyễn, xin chào Khám Phá, bận quá lâu không vào kênh ủng hộ bạn, chúc bạn và gia đình đón năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và cảm ơn Dina Nguyễn rất nhiều. Xin chào Linh Lê, xin chào Linh Lê. Nhân cái vụ này có rất nhiều khán giả của Thám Tự Cao vai phong hủi. Đúng rồi, các bạn thấy không, họ tranh thủ cái cơ hội này, họ vào, họ không chỉ những mà họ nhìn họ cười mà họ có thể thu thập thêm những cái chứng cứ, họ hỗ trợ cho phía cơ quan điều tra đấy. Những nhân vật này là rất nguy hại nha các bạn. Đây các bạn thấy không, bây giờ là những cái fan bên kia mà những nhân vật mà
họ đã nắm bắt hết các cái thông tin này rồi. À, bây giờ họ trà trộn vào nhau, họ có thể là xúi dục nhau, họ núp phía sau. Họ công kích lẫn nhau, khiến cho fan mất cái niềm tin, hiểu lầm với nhau. Chỉ cần một cái câu bình luận thôi, chỉ cần một cái bài viết thôi, hoặc là cái nội dung nào, thì là tất cả sự thật đã bị phanh phui. Mà các bạn thấy đó, trên cái mạng xã hội này có việc gì không đáng nói họ cũng đem lên họ nói. Mình nghĩ là không biết họ nói chi. Đồng ý câu like câu view thì cũng có rất nhiều điều để câu view. Như ví dụ như cái việc mà vừa qua cái kênh của Hoàng Lão Tà, đúng ra thì không biết là họ lại phanh phui, họ lại lôi cái anh Hoàng Lão Tà này, trong khi là anh đã khuất rồi mà họ lại lôi ra để đấu tố với nhau. Rồi cuối cùng bây giờ cũng xảy ra rất nhiều các cái sự cạnh tranh mâu thuẫn bất hòa với nhau giữa cái vấn đề đó. Cũng chỉ đơn giản như vậy. Cái việc nó quá là bình thường. Mà tại sao khi một người đã mất rồi, mình không chia sẻ, không an ủi cho những người còn lại, không cầu chúc cho họ một chút lại đi, lôi tên tuổi của họ ra để trục lợi là sao, thấy không? Thành ra đây bây giờ cái mạng xã hội nó không còn cái gọi là văn hóa và nhân văn nữa, nó trở thành một cái nơi mà để lợi dụng, cái nơi mà để tranh giành vị thế, cái nơi mà để bằng mọi giá để họ đạt được cái nguyện mộng, cái nguyện ước của họ, cái tham vọng của họ, chứ không còn là một cái sân chơi mà gọi là lành mạnh giao lưu nữa. Đấy, thấy không? Bây giờ cái không gian mạng này trở thành giống như một cái nơi mà tất cả mọi người đều vào đây để tranh giành với nhau cái sự tham vọng và họ muốn đến. Nó giống như một cái bãi chiến trường, bãi rác, cho ví dụ như vậy đấy các bạn, để họ đến đó họ tìm những cái mà họ đang cần tìm, chứ không phải là còn cái nơi để văn minh, để trao đổi kiến thức, để học hỏi, để rồi giao lưu kết bạn với nhau này. Mà bây giờ là nó trở thành một cái sự bát nháo trên đây rồi. Bởi vậy cho nên là nếu như không có cái luật an ninh mạng ra đời, không có hiệu lực đó, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ trở thành một cái gì cho cái xã hội này nữa. Chỉ là một cái vấn đề đơn giản, ví dụ như hơn thua nhau, hay hoặc là bạn bè với nhau có một cái sự gì bất bình với nhau. Đấy, tại sao không gọi điện, không nhắn tin, không có nhiều cách để chúng ta đàm phán nhưng không làm, mà lại đem lên không gian mạng này để phơi bày, để bộc bạch ra. Đây, xin chào Phạm Đức Quang, xin chào Xuân Trần. Sau vụ này ai bước cùng Thiền Âm, ai dừng lại, ai quay xe. Đúng rồi, mình cũng để theo dõi đến cái đường nước sau cùng để chờ xem những cái bản án tiếp theo kết thúc cho vụ việc này. Theo tình hình đó, thì chúng ta cũng biết là cơ quan chức năng họ sẽ sớm kết thúc cái vụ Thiền Am này trong những tháng tiếp theo của cái năm 2023 này, để kết thúc cho cái vụ lùm xùm này, để cho dư luận không gian mạng im ắng trở lại, sạch sẽ trở lại, để cho hàng triệu triệu người đang theo dõi cái vụ việc này họ sẽ không còn nghĩ về những cái vấn đề lùm xùm khuất tất sau cái vụ Thiền Am này nữa. Mình nghĩ là chắc chắn là họ sẽ làm rõ. Và các fan bên kia thì mấy ngày hôm nay cũng chia sẻ rất nhiều, cũng lên nói rằng là sau Tết Nguyên Đán cơ quan chức năng sẽ đồng loạt vào cuộc khởi tố tiếp những cái bản án tiếp theo, những cái tội danh tiếp theo. Nhưng mà đó là cái việc họ nói, nhưng có căn cứ hay không là chúng ta chưa biết. Vì có căn cứ là chỉ chờ ở kết quả của cơ quan chức năng, bây giờ không ai dám quyết định và khẳng định được điều đó. Hay. Cho nên nhưng mà cũng mong rằng một cái cơ quan ban ngành nào mà công tâm nhất, khách quan nhất, đó là tòa án tối cao trung ương, họ vào cuộc, họ làm rõ sáng tỏ mới thấy rõ được cái tính khách quan của vụ án này. Công tâm hay không là chỉ chờ ở đó thôi. Chứ còn cái vụ án này bây giờ đang khởi tố, đang xử lý ở một phía, thì chúng ta thấy rằng cái sự công tâm khách quan này nó chưa dừng lại. Không biết thực hư nó như thế nào, mà bởi vì người bị hại cũng là người đứng lên tố cáo, truy tố, xét xử, thì làm sao mà có cái chuyện công tâm khách quan ở đây.
Cho nên cũng mong rằng Bộ Công an Trung ương và những cái đơn mà giám đốc thẩm rồi tái thẩm đó sẽ được họ chứng kiến để thấy rõ được cái khuất tất của cái vụ án này, họ vào cuộc, họ làm sáng tỏ cái sự thật này. Lúc đó là chúng ta mới hiểu rõ được thực hư của vụ việc. Chứ bây giờ cũng, bây giờ các bạn nghĩ đi, các bạn theo dõi 3-4 năm này rồi chứ cũng chưa ai dám khẳng định là như thế nào cái sự thật của vụ việc này cả. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn tin rằng những con người trong thiền am này họ đủ nghị lực tỉnh trí, mong rằng, chỉ cầu mong cho họ vượt qua tất cả các vấn đề này. Xin chào Sải Pháp. Rồi bây giờ cũng đã 51 phút rồi bạn ơi. Các bạn ơi, xin chào Khánh Ngô. Chỉ tòa án trung ương là rõ trắng đen. Đúng rồi, giờ chúng ta chỉ chờ đó thôi. Chứ còn bây giờ cái vụ án này các bạn thấy đi, nó chỉ là trong nội bộ thôi, mà đã lùm xùm 3-4 năm nay rồi. Cái bằng chứng thì thu thập 3-4 năm nay rồi, mà đến bây giờ vẫn còn đi thu thập bằng chứng nữa, rồi khởi tố vụ án ở một cái góc độ rất là khó hiểu, trắng đen cũng không biết rõ ràng thực hư như thế nào. Như vừa qua đó, cái quyết định thi hành án đó, đến bây giờ chúng ta cũng không biết là họ thực thi hành án cái mệnh lệnh nó kiểu sao, cũng không công bố, cũng không biết được là đòi thi hành án như thế nào, rồi những bị can đó bị giam giữ ở trại giam nào đây. Thời gian qua đã có 3 vụ quay xe rồi, bây giờ qua vụ này xem còn những ai quay xe nữa không. Thì nói về cái những nhân vật mà quay xe thì cũng rất rất nhiều. Phan Tiền Am họ đi theo dõi cái vụ này từ đầu đến cuối, cũng có một số fan họ quay xe, cũng có một số fan họ giữ cái niềm tin, họ tôn trọng mãi đến bây giờ. Còn mình nó thì cái vụ Thiền Am này thì mình cũng theo dõi lâu, nhưng mà mình cũng mới vào đây để tham gia vào cái thị phi này đó. Chứ còn mình nghe lùm xùm cũng rất lâu rồi, 3-4 năm nay rồi. Mình cũng mới làm kênh đó, cho nên là mình cũng tham gia vào cái vấn đề tranh luận liên quan đến cái pháp lý. Chứ còn thực ra thì mình cũng chỉ là một tiếng nói khách quan cộng thay cho cộng đồng thôi, cũng giống như các bạn thôi. Chỉ có chúng ta khán giả, mạnh thường quân, cộng đồng và nhóm người trong nhóm luật sư thôi, những người đó đem lại cái tính khách quan, chia sẻ những cái vấn đề pháp lý, ai hiểu được như thế nào, ở góc độ như thế nào thì có thể chia sẻ quan điểm của mình để cho có tiếng nói cho cộng đồng thôi. Chứ bây giờ những người trong nhóm luật sư họ cũng không đủ khả năng, họ không bảo vệ được nữa thì chúng ta cũng bó tay rồi. Luật sư là những người gần gũi nhất, là công tâm nhất, là những người, nhưng mà họ cũng bó giò trong cái vụ việc này. Đấy, còn tất cả những cái diễn biến tiếp theo nữa, mới chỉ là 331 thôi nhưng mà cũng đã rầm beng lên rồi. Thế các bạn ha, điều chính yếu là các luật sư phải thu thập bằng chứng vững chắc thì cấp trên họ mới nhận đơn. Thực ra thì bằng chứng chứng cứ thì cũng có đầy đủ hết rồi, rất nhiều đơn từ cũng có, nguồn tin từ cộng đồng rồi, bằng chứng từ cơ quan chức năng rồi, tất cả những cái vấn đề thì chúng ta đã thấy rất là rõ rồi, nhưng đến bây giờ trắng đen vẫn chưa được phân định rõ ràng cả. Xin chào Đức Chi, xin chào Phạm Nguyễn Thị Kim Hương. Cảm ơn Nguyễn Thị Kim Hương ủng hộ Khám Phá Sài Gòn. Xin chào Khánh Ngô. Chúng nó kiếm tiền không được mới quay xa. Thưa các bạn, bây giờ cũng đã là khá dài thời gian rồi. Thôi mình xin kết thúc cái live đây. Xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành nhiều thời gian giao lưu cùng mình trong buổi chia sẻ hôm nay.
Mấy hôm nay thì mình cũng bận công việc cuối năm các bạn, rồi cũng ít có thời gian lên lên chia sẻ với các bạn, nên hôm nay cũng rảnh rỗi rồi lên giao lưu với các bạn tí. Chị Hoa Nguyễn Ba, chào chị, cảm ơn chị Hoa. Xin chào Phạm Đức Quang, bye bye. Rồi mình xin chào thân ái tất cả mọi người, chúc quý anh, quý chị, quý bạn bè ở trong nước, người Việt Nam đón một cái Tết Nguyên Đán thật là trọn niềm vui, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, và đạt những cái ước nguyện của mình. Chứ giờ không biết chúc sao cả, quan trọng nhất là chúc sức khỏe được bình an. Còn chúc khán giả, các anh, các chị, các em, bạn bè ở nước ngoài có một năm làm việc thành công và thắng lợi. Rồi mình xin cảm ơn rất nhiều, mình xin chào thân ái.